Siêu mẫu Hà Anh, tên đầy đủ là Vũ Nguyễn Hà Anh, là một người mẫu kim ca sĩ có nhiều thành công trong làng thời trang trong nước và quốc tế. Cô được đánh giá cao về ngoại hình, lượng ứng xử trong nhiều cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, Hoa hậu Trái đất. Hà Anh được xem là một trong những người mẫu quyền lực trong giới showbiz và được mời làm giám khảo chính của nhiều cuộc thi như Vietnam's Next Top Model, Elite Model Look. Siêu mẫu Hà Anh luôn được giới thời trang trong nước quan tâm không chỉ bởi kỹ năng chuyên môn mà còn ở sự tâm huyết khi trực tiếp lên ý tưởng cũng như luyện tập catwalk cho các người mẫu trình diện. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Sao Muôn Màu. Hiện tại chúng ta đang ở hậu trường của chương trình thời trang và nhân vật do chính Hà Anh làm đạo diễn. Vừa rồi thì anh vừa có đi sang hậu trường để xem là các trang phục của người mẫu như thế nào. Và ngay chốc đây thôi thì các bạn sẽ nhìn thấy toàn cảnh là Hà Anh đạo diễn một cái show fashion show từ đầu đến cuối như thế nào, điều chỉnh về âm thanh, ánh sáng, rồi âm nhạc, rồi người mẫu. Đây là một công việc mà gần đây Hà Anh vừa mới đảm nhiệm và cảm thấy rất là thú vị. Đây là một cái vai trò rất là mới và hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của thời trang qua show thời trang nhân vật do Hà Anh đạo diễn lần này. Trong lần thứ tư đảm nhận vai trò tổng đạo diễn cho chương trình thời trang và nhân vật, siêu mẫu Hà Anh đã mang đến cho khán giả những ý tưởng sáng tạo đặc sắc khi kết hợp cùng nghệ sĩ violin và dàn vũ công ballet. Cô được đánh giá cao ở sự phối hợp đầy sáng tạo với DJ và đội ngũ âm thanh ánh sáng trong mỗi chương trình. Another summer passes, winter's here and nothing's changed. The way you look at me will always remain. I love the way that you look at me. Your eyes they tell me. Chắc chắn là các bạn đã nhìn thấy Hà Anh qua tất cả các công việc của Hà Anh làm từ nãy đến giờ rồi. Và hẹn gặp lại các bạn một chút nữa đây thôi, anh sẽ ngồi lại và chia sẻ với các bạn những thông tin thật thú vị. Tụi mình xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sao Muôn Màu. Quý vị thân mến, vừa rồi là những hình ảnh về vai trò đạo diễn của siêu mẫu Hà Anh trong chương trình Thời Trang và Nhân Vật. Và ngay bây giờ, ngồi bên cạnh tụi mình chính là cô người mẫu xinh đẹp này. Nào, chúng ta hãy cùng chào đón cô quý vị nha. Em chào chị Hà Anh ạ. Chào Tiểu Bình và anh cũng xin chào tất cả các khán giả chương trình Sao Muôn Màu. Chị Hà Anh này, không biết là dạo này công việc của chị như thế nào? Nãy giờ Tiểu Bình quan sát những hình ảnh vừa rồi thì thấy vai trò đạo diễn của chị có vẻ rất là cá tính, rất là nghiêm khắc đấy ạ. Khi là đạo diễn thì mình phải chỉ đạo đến như là em xem ban nãy là đến 50 người đúng mẫu rồi. Rồi cả âm thanh, cả ánh sáng, kể cả những cái nghệ sĩ biểu diễn, cho nên nó là cái kết nối của rất nhiều những cái yếu tố
sáng tạo khác nhau, cho nên là bản thân Hà Anh cũng phải rất là nghiêm khắc, cũng phải có cái nhìn tổng quát, cũng phải đi theo tiến độ, cũng phải tuân thủ, cũng phải làm tạo một cái ảnh hưởng nhất định, một cái luật lệ nhất định để mọi người biết, mọi người nghe theo những cái chỉ đạo của mình. Cho nên là các bạn làm việc 1 thì mình phải làm việc 10, làm việc 20 để mà mình tạo nên được cái kỷ luật này. Đó là một phong cách làm việc rất là chuyên nghiệp đấy ạ. Chị Hà Anh này là một người mẫu có thâm niên trong nghề và từng xuất hiện rất là nhiều lần trong những đấu trường sắc đẹp trong nước và ngoài nước. Thì Tiểu Bình nghĩ là chắc chắn chị đã có những kỷ niệm rất là đẹp, rất là khó quên nữa không ạ? Chị có thể chia sẻ đôi chút không? Thực ra thì Hà Anh cũng không hẳn là cái người mà đam mê lắm những cái cuộc thi về sắc đẹp đâu. Nhưng mà cũng không hiểu như thế nào mà vì lý do này hay lý do khác cuối cùng mình lại là người đúng. Như là Tiểu Bình nói là chinh chiến khá nhiều ở các cuộc thi. Như là năm 2005 thì là năm lần đầu tiên Hà Anh tham gia một cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam, là Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Hồi đó thì còn là một cô sinh viên đang đi học ở Anh á, Anh Quốc, nên là cũng chưa có kinh nghiệm gì cả. Đến năm 2006 thì Hà Anh có tham gia và được đoạt giải cuộc thi là gương mặt triển vọng của người mẫu ở London, ở Anh Quốc. Cùng năm đó thì là Hà Anh đại diện Việt Nam trong cuộc thi Hoa hậu trái đất ở Philippines. Sau đó thì là năm 2006, cùng năm 2006 Hà Anh thắng giải là Hoa hậu châu Á, gương mặt châu Á tại Anh Quốc nữa. Xong rồi đến năm 2008 thì là quay trở về tham gia cuộc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Rồi được Hà Anh được đoạt giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu toàn cầu ở Mỹ, ở Las Vegas lúc đó. Thì đúng là nhìn lại một cái chặng đường mình cũng tham gia khá là nhiều cuộc thi, nhưng mà cái mà anh nghĩ là mình học được nhiều nhất ở các cuộc thi này có nghĩa là các cuộc thi sắc đẹp thì họ không chỉ yêu cầu, đây là Đài Anh đang nói các cuộc thi quốc tế đó, ở các đấu trường quốc tế, là không chỉ là một cô gái xinh đẹp mà mình phải có sự thông minh, có kỹ năng nói chuyện với cả công chúng, là một cái người đại diện của cả một đất nước, của cả một sắc đẹp, cả một dân tộc. Thế cho nên là cái đó là một cái anh học hỏi rất là nhiều. Qua các cuộc thi thì quan trọng là mình cũng học hỏi được rất là nhiều điều, phải không chị? Ngoài vai trò của thí sinh thì chị còn xuất hiện với vai trò giám khảo của cuộc thi như là Việt Nam Next Top Model hay là Elite Model Look. Vậy thì không biết ở góc độ chuyên môn chị Hà Anh nhận xét như thế nào về năng lực của các thí sinh, năng lực của các người mẫu trẻ bây giờ ạ? Xét về chiều cao, về tố chất thì có các bạn rất là tốt. Tại vì bây giờ các thí sinh, các bạn người mẫu đã có những bạn cao 1m78, rồi cao 1m80, và con số đó rất là đồng đều chứ không phải là không. Thì quan trọng hay nghĩ rằng là phải có một cái sự đào tạo chuyên môn bài bản. Bởi vì là đa số là các người mẫu hay là các nghệ sĩ ở Việt Nam thì mặc dù là rất là có tiềm năng và rất là có tài năng, nhưng mà cái sáng tạo của mình đôi khi là nó mang tính chất tự phát. Thì hay nghĩ rằng là cái tương lai của thời trang của Việt Nam, nếu như mà các người mẫu mà muốn có thể hội nhập thì mình phải có một cái được cái đào tạo chuyên môn, một cái phong cách làm việc nó được chuyên nghiệp, nó toàn cầu hóa, nó năng động, nó tự tin hơn là như là những cái gì mà chúng ta đang có bây giờ. Chị Hà Anh này, ngoài vai trò của một người mẫu thì chị còn dành thời gian để viết tự truyện nữa đúng không ạ? Và đó là quyển sách mang tên là Tôi Hà Anh. Chị có thể chia sẻ đôi chút về quyển sách này không? Hà Anh thì là sinh ra và lớn lên trong một gia đình thì có ông Hà Anh là nhà văn, nhà văn Vũ Tu Nam này, bà nội Hà Anh thì là làm báo, mẹ Hà Anh cũng làm báo, cô Hà Anh cũng là viết sách. Mình bây giờ mình là một người mẫu, nhưng gia đình của Hà Anh lại làm trong cái giới về văn học, nghệ thuật rất là nhiều. Ba Hà Anh thì là làm về phim ảnh. Thế thì Hà Anh luôn luôn được, từ hồi nhỏ đã được gia đình hướng cho là đọc rất là nhiều sách. Và các chị em Hà Anh đều làm quen với cả ngòi bút viết từ khi rất là nhỏ. Khi mà Hà Anh trở về Việt Nam thì Hà Anh mới nghĩ rằng là rất có thể là tại sao một ngày không xa nào đó mình có một cái cuốn sách riêng của mình. Thì thứ nhất là nó là một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời dành cho gia đình của Hà Anh. Thế rồi chưa kể đó thì anh cũng hy vọng rằng là qua những câu chuyện chia sẻ của mình thì mang lại một cái động viên, một cái đồng cảm nhất định đối với cả những cái bạn đọc, những cái fan hâm mộ cũng như là những cái bạn đọc gần xa. Thì đây là cái ý nghĩa của cuốn sách này. Qua cái quyển sách của chị thì Tiểu Bình tin là quý vị khán giả đã khám phá được rất là nhiều điều thú vị đấy ạ. Chị Hà Anh của chúng ta thì không chỉ là một siêu mẫu mà còn là một ca sĩ có chất giọng rất là đẹp. Vừa rồi thì chị phát hành một MV mang tên là Model Take My Picture đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ đôi chút về MV này không? Model Take My Picture là MV đầu tiên này cho ra mắt. Đây là một MV mang đậm tính rất là quốc tế. Và lần đầu tiên mọi người nhìn thấy nó thì mọi người cảm thấy rất là
có nhiều người thì ngạc nhiên và thích thú. Những cái người mà quen, những khán giả quen với cả âm nhạc quốc tế thì thấy rất là độc đáo. Sau đó thì Hà Anh còn ra là From the Very Start này, là một ca khúc mà trữ tình Hà Anh viết này, và cũng là một MV rất là đẹp được quay ở Đà Lạt này. Và gần đây nữa nhất là Hà Anh cho ra MV là Put It On Me, đóng cùng với một ngôi sao đến từ Hollywood, anh Robert Park Valletta. Thì cái này cũng rất là thú vị, rất là gợi cảm. Vâng, nói đến đây thì có lẽ là quý vị khán giả cũng rất nóng lòng muốn lắng nghe giọng ca của siêu mẫu Hà Anh đúng không nào? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của cô ngay bây giờ. You can find me on the billboards, on TV and magazines. I'm that girl up on your wall, the one you see before you sleep. Every time I hit the town, paparazzis gather round, and they all up in my face with the cameras ready out. 'Cause I'm a model and you know what I mean, and I'm shaking my tush up on the catwalk. You know you wanna take my picture, my picture. I really wanna take your picture. Chị Hà Anh này, khi mà xem qua MV vừa rồi á, thì Tiểu Bình phải công nhận là chị có một cái hình thể rất là đẹp. Đó là lợi thế rất là lớn của chị. Nhưng mà chị Hà Anh biết không, nhiều người lại cho rằng chị đang khoe khéo hình thể của mình qua những cái MV như vậy. Mỗi một văn hóa, mỗi một thói quen của mọi người thì đều khác nhau. Xu hướng của thế giới bây giờ làm cái gì thì cũng là phô ra những cái đẹp nhất. Các cụ ngày xưa cũng đã nói rồi là cái gì đẹp thì khoe thì ra khoe. Cái gì mà chưa đẹp thì mình cất đi. Còn cái chuyện mà mỗi người một cái thói quen và cái chấp nhận khác nhau thì đó là chuyện bình thường. Hà Anh cũng không cố gắng để làm vừa lòng tất cả mọi người. Nói thế thôi, một phụ nữ đẹp hay là một ai đẹp cũng không phải là cái gì lúc nào cũng phải khoe ra. Thế chính là khoe nó tế nhị, nó đúng phù hợp. Phù hợp với từng thời điểm đúng không chị? Chị Hà Anh biết không, ngày hôm nay là lần đầu tiên mà Tiểu Bình gặp chị. Và khi mà quay sát chị trên TV á, thấy cái cách diễn xuất của chị trên sàn catwalk rất là lạnh lùng, ánh mắt rất là sắc bén nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thấy dường như đã thay thế bằng một Hà Anh rất là thân thiện, cởi mở. Thì đúng rồi, trên sàn diễn và trong những cái khuôn hình thì thời trang mà bạn em biết là thời trang nó là một cái gì, là một cái giấc mơ khá là xa vời, ra xa xỉ, tức là lạnh lùng kiêu sa. Nhưng mà còn ngoài cuộc sống bình thường thì anh cũng chan hòa và sống với cả mọi người. Đây là một điều rất là đáng quý của một người nghệ sĩ đấy ạ. Và không biết là Hà Anh ở ngoài đời thì chan hòa gần gũi, còn Hà Anh trong tình yêu thì như thế nào? Hà Anh trong tình yêu thì cũng dùng một từ là quái chiêu. Quái chiêu, cô nàng quái chiêu. Không, nói vui vậy thôi. Hà Anh thì cũng trong tình yêu thì Hà Anh nghĩ là mình là một người rất là nhạy cảm. Nhạy cảm và nữ tính. Ví dụ như đối với Hà Anh là được bạn trai mà tặng cho một bó hoa mang đến, thì đối với mình thực sự đấy là một sự rất là hạnh phúc. Vậy là trong cuộc sống thì Hà Anh là một người rất là cá tính, bản lĩnh, còn trong tình yêu thì là nhẹ nhàng, bay bổng vậy không nào? Và Tiểu Bình nhớ là chị Hà Anh cũng đã từng chia sẻ trong cuốn tự truyện của mình là cái dài của người phụ nữ là muốn thay đổi người đàn ông. Khi mà Tiểu Bình đọc thì Tiểu Bình cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút. Phải chăng là chị Hà Anh đã gặp phải tình huống như thế này rồi? Cái này thì không phải là chỉ là mình gặp, mà cái này là mình cái quan sát ở tất cả mọi thứ. Khi mà yêu nhau, đầu tiên là chúng ta phải học cách chấp nhận nhau. Chấp nhận nhau trước đã. Chứ đừng nghĩ rằng là anh ý như vậy nhưng mà anh ý sẽ thay đổi. Và thậm chí người đàn ông nói là thay đổi, người đàn ông không thể thay đổi trừ khi là họ thực sự muốn thay đổi. Hà Anh cũng kinh nghiệm rồi, Hà Anh cũng nghĩ rằng là đấy, cái kinh nghiệm Hà Anh vừa mới kể ra là cũng nói bạn trai, anh ấy bảo là em giúp anh bỏ thuốc lá, thế là mình suốt ngày mình đau khổ cái chuyện là đấy, tại sao anh lại giấu em, anh đi hút thuốc lá vân vân. Thì nó tự nhiên nó thành một cái sức ép rất là nặng nề với phụ nữ. Cho nên tốt nhất là hãy chọn cho mình một cái người đàn ông mình cảm thấy phù hợp, và nếu như họ muốn thay đổi thì mình rất là cởi mở với việc này. Còn nếu không thì đừng nghĩ rằng là mình có thể thay đổi từ một người có bản chất xấu trở thành một bản chất tốt. Chị Hà Anh biết không, ngày hôm nay nói chuyện với chị thì Tiểu Bình đã học hỏi được rất là nhiều điều thú vị từ cuộc sống lẫn tình yêu. Và Tiểu Bình mong muốn là mình sẽ có nhiều thời gian nữa để trò chuyện cùng với chị, nhưng mà có lẽ bây giờ chị cũng phải quay trở lại với công việc của mình đúng không ạ? Cảm ơn Bình, và một lần nữa Hà Anh cũng xin cảm ơn tất cả các khán giả của chương trình Sao Muôn Màu đã dành thời gian lắng nghe Hà Anh và lắng nghe những câu chuyện của Hà Anh. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay ạ. Quý vị khán giả thân mến, tuy thời lượng của chương trình ngắn ngủi thôi, nhưng chúng
ta cũng đã khám phá được rất là nhiều điều thú vị từ Siêu Mẫu Hoa Anh đúng không nào? Thì mình hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật là thoải mái nha. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Mọi chi tiết đóng góp xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua địa chỉ Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Tuổi Trẻ Việt, 286-2B, Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Chinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua địa chỉ email tuoitrẻviet.ttv@gmail.com. Còn bây giờ, Tiểu Bình và Siêu Mẫu Hoa Anh xin gửi lời chào và hẹn gặp lại.